Rồi, đạo hàm anh đi xa xa. 2 nhân 1 là 2. Ít bệnh. 2 anh em xa, 2 nhân 2 là 4, nhân trừ m là trừ 4m. Ít. Rồi, bé với chị dâu nè, bé nè. Bé là cái này nhân lại nè, trừ m nhân 1 là trừ m. Trừ m nhân trừ m là cộng m bình. Chị dâu trừ cho 1 nhân 1 là trừ 1. Trừ cho 1 nhân m là trừ m. Đúng không? Cái này phải sao? Lớn hơn hoặc bằng 0. Tại đang đồng biến mà. Với mọi ít thuộc từ 1 với vô hạn. Xin lỗi, không phải này, đoạn đi chứ không phải khoảng. Khoảng là khoảng đồng biến, nhưng ít là ít đoạn vẫn ok. Đó, bình thường em vẫn lấy cái đầu này mà. Thế thì bây giờ mình thu gọn lại cái đi. 2x bình trừ m 4mx cộng m bình trừ 2m trừ 1. Bây giờ bài này nếu em cho m 1000 á, nếu em cho m 1000 nha, mà nó ra đẹp là dễ, còn nó ra không đẹp là khó. Giờ em cho m 1000 đi thì hết tiếp. Mod 922 giải cho nó có nghiệm đẹp không? Mod 922. 2 nè, trừ 4000 nè. 1000 bình phương nè. Trừ 2000 trừ 1. Nó ra số 6 không? Tức là bài này là bài rất khó. Nó mới 6. Hiểu nè. Rồi bây giờ làm sao để xử lý bài rất khó này? Em phải xử lý điều kiện ở trên cái đi. Điều kiện. Điều kiện của cái mẫu nè. X phải khác M. Tại vì X trừ M phải khác 0. Cho nên X phải khác M. Ok chưa? Mà bởi vì cái X khác M đó, cho nên em nhìn nè, cái hàm này đồng biến trên khoảng 1 với vô hạn đúng không? Cho nên nó bị khác nhau thì nó phải phủ định ngược lại. Giải thích. Đây là từ 1, đây là x, còn đây là m nè. Hai thằng này khác nhau. Một thằng là 1 với vô hạn, còn một thằng sẽ nhỏ hơn bằng 1. Tức là điều kiện m phải nhỏ hơn bằng 1. Đây là điều kiện của bài toán. Ok. Rồi bây giờ em sẽ có hai trường hợp. Coi giải từng trường hợp nha. Trường hợp 1 là nó tăng luôn. Tăng trên EG luôn. Một khi nó tăng trên EG thì từ 1 tới vô hạn nó cũng tăng. Đồng tình không? Trường hợp 1 đã tăng trên G luôn. Mà làm sao để tăng trên G? Nó phải vô nghiệm hoặc nghiệm kép nó mới tăng trên G được. Vậy mình tính delta phẩy đi. Delta phẩy nhìn cái này nè. Là B phẩy bình trừ AC. B phẩy bình là cái này mắc số 2 là còn 2M. 2M bình lên là 4M bình. Trừ AC là trừ 2 nhân cho M bình trừ 2M trừ 1. Thu gọn lại là 2M bình cộng 4M cộng 2. Cần delta phẩy bé hơn bằng 0. Giải ra đi mấy em. 2M bình cộng 4M cộng 2 bé hơn bằng 0. Mod A số 2 số 4 2 4 2 x bằng mấy? Trừ 1. Ủa? X là M đấy. Ok. M bằng trừ 1. Mà M càng nhỏ hơn bằng 1 vậy, có nhận không? Nhận bình thường. Cái này nhận bình thường ha. Ok. Vậy giờ thì nghe thầy thích nha. Xong trường hợp 1 thì dễ cái đồ thầy giám em coi mấy em để mấy em hiểu bản chất của nó.
Bạn nào có theo không kịp á thì về coi lại video nha. Thầy giải toán thì không bao giờ sợ cái khó nữa. Khó cỡ nào tôi cũng giải được chứ. 50 câu đề tốt nghiệp thầy giải hết trơn á. Chỉ cần có thời gian là giải được. Không có sợ cái gì. Thầy chỉ sợ một thứ duy nhất. Đó là đồng đội của thầy nó nản. Đồng đội là mấy em đó. Sợ tao bị nản thôi. Rồi, nhập cái hàm này vô 2x bình cộng cho 1 trừ m x cộng 1 cộng m chia cho x trừ m. Chỉ xét x lớn 1 nha. Đây. M bằng trừ 1 thì nó vẫn tăng. Đúng không? Lấy cho em coi. Cái này là không có thỏa mãn rồi đó. Cái này là giảm rồi tăng không được. Nhưng mà M bằng trừ 1 nó sẽ luôn tăng nè. Nhìn được không? Nó sẽ luôn tăng. Tăng hoài luôn. Như vậy là cái này thỏa mãn. Trường hợp 2. Nó không có tăng trên G luôn. Nhưng mà nó sẽ gặp cái trường hợp này nè. Nghe thầy thích nha. Nó sẽ như thế này nè. Nó tăng, nó giảm, nó tăng. Và ngay đây nó phải là số 1 thì nó mới tăng luôn từ 1 đến vô hạn. Thì bây giờ em ghi vậy nè. Trường hợp 2 rồi. Có hai nghiệm. Đúng không? Rồi vẽ bảng biến thiên lên. Ngay đây x1, đây x2. Hệ số A dương hay âm? Dương. Vậy này hãy xét dấu nha. Dương, âm, dương. Rồi. Bây giờ mình phải quan sát cái này nè. Mình đang cần nó đồng biến trên khoảng từ 1 đến vô hạn. Cho nên thầy sẽ kê số 1 vô đâu? Nếu thầy kê số 1 vô đây là chết queo. Ta nói là nó vừa tăng rồi nó vừa giảm rồi vừa tăng. Không được. Nếu kê số 1 vô đây thì nó vừa giảm rồi nó tăng. Không được. Phải kê số 1 vô đâu? Qua thầy, ngay đây luôn. Nếu em để nó bên đây thì chắc chắn là này luôn tăng trên từ 1 bao nhiêu hạn rồi. X2 bằng 1 luôn được không? Được luôn. Cho nên điều kiện để xảy ra bài toán là gì? Đó là x1 phải nhỏ hơn x2 rồi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đây là điều kiện để xảy ra bài toán. Số 1 nó phải nằm đây. Rồi, làm sao để xử lý cái này? Mình sẽ trừ 2 vế cho 1 để đưa về điều kiện tổng tích. Là x1 trừ 1 nhỏ hơn x2 trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ok. Rồi nghe thầy dẫn nha. Em tìm tổng tích cho thầy cái đi. Tổng x1 x2. Tích x1 x2. Tổng x1 x2 là S đó. Tích x1 x2 là B. Tổng là trừ B chia A. Nhìn vô cái phương trình này. Trừ B chia A là trừ của trừ 4M chia 2 là 2M. Tích là C chia A là M bình trừ 2M trừ 1 chia 2. M bình trừ 2M trừ 1 đem chia 2. Đó. Rồi. Sau đó mình mới xử lý sao ra X1 với 2 nè. Nghe hệ thích. Tập trung nghe. Bây giờ em đang có thằng này nhỏ hơn này nhỏ hơn bằng 0 đúng không? Tức là tôi đang muốn nói nè, thằng này đang nhỏ hơn thằng này có tóc, nhỏ hơn bằng 0. Hai thằng này âm khi nào? Khi nó cộng lại ra âm và khi nó nhân nhau ra dương. Thầy vừa nói câu đó hiểu không? Thằng boy nhỏ hơn g, nhỏ hơn bằng 0 khi nào? Quá dễ. Thằng boy cộng thằng g nhỏ hơn bằng 0. Thằng boy nhân thằng g phải lớn hơn bằng 0. Khoan, tại sao? Tại vì hai này thằng này đang cùng âm. Đọc cái này là cái gì? Tôi đang muốn nói là hai anh bị âm rồi đấy. Mà nếu hai anh là số âm thì tôi cộng hai anh lại nó phải âm. Mà tôi nhân hai anh lại nó phải dương. Có ai khó hiểu không? Khó hiểu thì cứ hỏi thầy nha. Ổn không? Ok. Không, xin lỗi mấy em, thằng này không có bằng 0, không có bằng 0 được. Tại vì hai thằng âm cộng lại không có bằng 0 được. Tại vì thằng chỉ có cái thằng bo, thằng g này có thể bằng 0 thôi. Thằng boy không thể bằng 0, không có cộng lại bằng 0 được.
Cho nên là hai này cộng lại phải bé bằng 0, hai này như nhau phải lớn hơn bằng 0. Rồi xử lý nha. Bỏ burger đi. Để hai này thôi. Rồi giờ cộng nó lại nha, cộng. X1 cộng x2 trừ 1 trừ 1 là x1 cộng x2 trừ cho 2 phải nhỏ hơn 0. Tiếp theo hai này nhân nhau, x1 trừ 1 nhân x2 trừ 1. Nhân x2 trừ 1 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đó. Rồi nhân vô thôi. Thằng này là tổng trừ 2 nhỏ hơn 0. X1 cỡ 2 là tổng nha. Tiếp thầy nhân nhẩm cái này nha. X1 nhân x2 là tích. Xong x1 nhân trừ 1 là trừ x1. Trừ 1 nhân x2 là trừ x2. Trừ x1 và trừ x2 là trừ cho tổng. Trừ x1 trừ x2 là trừ cho cái tổng. X1 cộng x2 là tổng. Thì trừ x1 trừ x2 là trừ tổng. Trừ 1 nhân trừ 1 là cộng 1, lớn hơn bằng 0. Rồi thế vô giải tổng tích thôi nha. Ok, vậy cái này là S là gì? 2M. Vậy là 2M trừ 2 nhỏ hơn 0. Tích. Tích là nguyên cái cụm này. M bình trừ 2M trừ 1 chia 2. Trừ tổng là trừ 2M cộng 1 lớn hơn bằng 0. Ở trên giải ra được là M nhỏ hơn 1. Cái này mình quy đồng nha mấy em. Quy đồng này lên là M bình trừ 2M trừ 1 trừ 4M cộng 2 lớn hơn bằng 0. Giải ra là M nhỏ hơn 1. M bình trừ 6M cộng 1 lớn hơn bằng 0. Rồi nhiệm vụ của mấy em giải ra giùm thầy đi. Giải bất phương trình dưới ra. Chưa nữa rồi giao nó lại nữa nha. Mod 9 2 không phải mod A 2 3 1 trừ 6 1. Đó, số lẻ khẽ 0,17 5.8. M nhỏ hơn hoặc bằng 0,17. M lớn hơn bằng 5.8. Xong rồi giao lại nha. Giao lại một lượt nha mấy cậu. Coi nha. Rồi. Nhìn điều kiện, đầu tiên là tôi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy là lớn hơn tôi bỏ. Tiếp theo là nhỏ hơn 1 thì cũng tương tự nhỏ hơn bằng 1 rồi mấy em. Tiếp theo cái này đọc là cái gì? Nằm ngoài thì lấy, nằm trong thì bỏ. Từ 0,17 tới 5.8 thì bỏ. Đây. 0,17 cho tới 5.8. Từ đây tới đây bỏ. Như vậy cuối cùng mình sẽ lấy là M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0,17. Đây là đáp án cuối cùng. Cộng thêm M nhỏ hơn, M bằng trừ 1 nữa. Hai thằng này mà hợp nhau thì lấy nhỏ hơn hoặc bằng 0,17. Tại vì nhỏ hơn hoặc bằng 0,17 là đã bao gồm trừ 1 rồi. Như vậy đáp án cuối cùng chính là cái thầy tô màu xanh nè. Và giờ nó hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị? Em giải ra tới đây rồi em khoanh được cái gì? 1. Tại vì em cho gần số 0 là số nguyên dương. Không. Số 0 không là số dương cũng không là số âm.